Như dược phi tiết lộ bí quyết để giữ mãi nhan sắc, thần tiên tỷ tỷ trẻ mãi không già, rất dễ thực hiện và ai cũng có thể tự làm được tại nhà. Xin chào, mình là Thu, là bác sĩ da liễu. Và hôm nay mình rất là vui khi được chia sẻ với các bạn cái bí quyết như thế này. Bí quyết đầu tiên là hãy rửa mặt hàng ngày bởi nước có ga. Nước có ga ở đây là nước khoáng có ga nhé. Ví dụ như là những cái nước khoáng như Vĩnh Hảo này, Quang Hanh này, là những loại nước mà không có đường, nó chỉ là nước và được bổ sung rất nhiều khoáng chất, ví dụ như là magie này, canxi này, natri vân vân, và được bổ sung thêm ga nữa. Không phải là nước kiểu như là Coca hay là Pepsi đâu. Thì cái nước mà có nhiều đường như thế nó chỉ tốt cho vi khuẩn trên da của mình thôi, chứ không hề tốt cho da đâu ạ. Và khi được chị Lưu Dược Phi chị chia sẻ là chị hàng ngày vẫn rửa mặt bằng nước khoáng có ga, thì mình cảm thấy rất là bất ngờ vì đây là một phương pháp rất là đơn giản nhưng mình lại thường không để ý đến. Chị chia sẻ là chị áp dụng rất là lâu rồi để giữ mãi cái nhan sắc thần tiên tỷ tỷ như thế này. Mới đây thôi thì là cái bộ phim mới của chị là Mộng Hoa Lục, thì mình mới xem hai tập đầu tiên. Hai tập đầu tiên có Việt sắc thì mình rất là bất ngờ, tại vì là chị quá trẻ so với thời điểm hiện tại là năm 2022, với cả cái thời điểm là 2006 chị đóng phim Thần Tiêu Đại Hiệp với cả anh Huỳnh Hiểu Minh, thì nhìn chị dường như là không khác biệt mấy. Mình thấy chị vẫn rất là trẻ và da rất là mịn màng và hồng hào. Hóa ra là cái bí quyết của chị là sử dụng nước khoáng có ga hay còn gọi là soda. Thế thì lý do tại sao mà sử dụng nước khoáng có ga lại tốt cho da? Bản thân nước máy bình thường mình hay dùng ý, thì nó có pH là 7. Thật ra pH là 7 thì nó là một cái pH trung tính, nhưng nó lại không tốt cho da đâu, vì da thì thường là ưa những cái pH nó có độ axit, nó hơi có độ axit một chút, mà thấp hơn khoảng tầm 5.5 đến 6.5 là lý tưởng. Thì cái nước khoáng có ga thì lại có cái độ pH trùng hợp luôn, rất là lý tưởng. Thứ hai, khi mà mình rửa mặt bằng nước khoáng có ga thì cái bọt ga ấy nó tạo ra trong cái quá trình mà mình rửa mặt, nó sẽ giúp cho da được làm sạch sâu trong lỗ chân lông này, nó giúp cho mình được tẩy sạch những cái bụi bẩn này, những cái dầu thừa trên da, và giữ cho mình một cái làn da không có mụn, không sợ mụn. Tức là những cái mụn cám này nó sẽ dễ dàng được biến mất. Và một cái lý do nữa mà mình nghĩ là những cái bạn nào mà học sinh giỏi, tức là học là sinh học giỏi, thì sẽ biết là khi mà cái ga ở trong nước khoáng nó thực chất là khí CO2, và khi mà cái khí CO2 ở trong nồng độ khí CO2 trong nước khoáng nó rất là nhiều, thì rửa vào mặt thì nguyên lý của cái CO2 ấy, cái trao đổi khí là khí CO2 nó sẽ đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Khi mà nước của mình rửa có nồng độ CO2 cao, nó sẽ đi vào trong da của mình, và khi đó ngay lập tức cơ thể mình sẽ tạo ra một cái phản ứng là đưa oxy đến nhiều cái vùng mà có CO2 hơn để cân bằng lại. Thì như thế nó sẽ giúp cho tăng tuần hoàn máu tại cái vùng mình vừa rửa mặt bằng nước khoáng. Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho khi mà tăng được oxy thì nó sẽ nuôi dưỡng được nhiều tế bào da hơn. Đấy là lý do vì sao mình thấy da chị rất là đẹp, rất là mịn màng và rất là hồng hào. Mình tin là nếu bạn sử dụng nước khoáng có ga rửa mặt hàng ngày thì chắc là cũng sẽ có một làn da đẹp như chị ý. Nhưng mà mình có một lưu ý nhỏ như thế này, đối với những bạn mà có làn da nhạy cảm thì các bạn nên rửa mặt một tuần 2 lần với cả nước khoáng có ga thôi. Hãy xem cái phản ứng của cơ thể mình, của làn da của mình với cả những cái phương pháp mới trước là áp dụng được khuôn. Cái bí quyết thứ hai là chị chia sẻ là chị rất là chú trọng đến việc là bổ sung nước cho cơ thể, tại vì là cơ thể mình đến 70% là nước, do đó là cái việc bổ sung đủ nước hàng ngày rất là quan trọng để duy trì một làn da mịn màng và căng bóng. Thì chị có chia sẻ là chị uống 8 ml nước một ngày, 8 ml nước, nhưng mà thực ra là không biết là 8 ml nước là ly to hay ly bé. Thì ở đây mình có một cái công thức rất là dễ để cho mọi người có thể áp dụng được. Mỗi một cái này nó sẽ sử mình sẽ uống nước, số lượng nước sẽ dựa trên cân nặng của bản thân mình. Cứ mỗi 1 kg thì sẽ uống tương đương với cả 30 ml nước. Ví dụ như là mình nặng 50 kg thì mình sẽ uống một lượng nước tương đương là 1.500 ml nước, tức là 1.5 lít nước đấy. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng những phương pháp khác như là xịt khoáng này. Chị xịt khoáng rất là liên tục để cung cấp trực tiếp độ ẩm cho da, ví dụ mình đang ngồi trong phòng điều hòa này,
dường như là 1,5 lít nước là sẽ không đủ đâu, mình sẽ phải xịt khoáng thường xuyên hơn. Và chị ý rất là hay đắp mặt nạ, cái này không phải bí quyết của riêng Lưu Dược Phi đâu mà còn là của Phạm Băng Băng nữa. Thì mình thấy các tỷ tỷ bên Trung Quốc ý, các chị ý đầu tư rất nhiều cho các mặt nạ, các mặt nạ rất đắt tiền. Lưu Dược Phi thường xuyên sử dụng cái mặt nạ là có giá là 64 đô một miếng, tức là tương đương là 1,5 triệu một miếng. Nhưng mà cho mình thì không cần thiết phải đầu tư quá nhiều như thế. Nếu mà bạn có điều kiện thì đầu tư như thế cũng tốt thôi, càng tốt. Còn nếu mà không thì có thể sử dụng những cái miếng mặt nạ mà nó giá chỉ bằng 1/10 thôi. Mà mình hay dùng cái loại là S-Max ý, rất là thích, mà giá chỉ bằng 1/10 thôi. Một miếng thì bạn có thể đắp được từ 2 cho đến 3 lần, rất là tiết kiệm thôi. Cứ mỗi lần đắp xong thì bạn lại để vào trong tủ lạnh để mai lại đắp tiếp, cực kỳ tiết kiệm và rất là hiệu quả. Mình tin là cái mặt nạ này nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy là đắp xong giống như là một lần đi spa ấy, rất là sướng. Bí quyết thứ ba là chị Lưu Dược Phi chị duy trì một cái chế độ vận động hàng ngày. Mỗi ngày chị dành ra từ 30 phút cho đến 1 tiếng để vận động, vừa duy trì được cái sắc vóc cơ thể. Làm mình thấy chị Phi cũng tương đối là giống nhiều chị em ở đây, tức là chị rất là dễ lên cân. Sau đó là cái chế độ mà vận động hàng ngày cực kỳ quan trọng. Trong phim mới thì mình thấy chị rất là mignon, người rất là đẹp, nên mình nghĩ là chị đã có một cái chế độ vận động rất là tốt. Ngoài ra, ngoài cái việc mà duy trì vóc dáng ra thì vận động nó còn giúp là tăng tuần hoàn máu này, giúp cho giúp mà da hồng hào hơn và giúp giảm stress ạ. Khi mà mình vận động thì sẽ có những cái hormone hưng phấn được tiết ra và mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn, mình có nhiều năng lượng tích cực hơn trong mọi việc mình làm hàng ngày. Sau đó là các bạn đừng quên là vận động hàng ngày nhé, một ngày từ 30 phút cho đến 1 tiếng là đủ ạ. Và bí quyết thứ 5 của chị Phi đấy chính là ngủ đủ giấc. Chị là một ngôi sao hạng A trên thế giới, mình thấy rất là thích. Mình nghĩ là lịch trình làm việc của chị rất là cực kỳ gọi là bận rộn luôn, nhưng mà chị luôn luôn dành cho một ngày ngủ đủ 8 tiếng. Theo chị Phi nói thì là giữ cái thói quen là một ngày ngủ đủ 8 tiếng sẽ giúp cho mình được trẻ trung hơn, tinh thần thì phấn chấn hơn và quan trọng là giảm được những cái quầng thâm bọng mắt này, hay những cái nếp nhăn xung quanh mắt ở đấy. Còn mỗi khi mà chị đi diễn, chị phải lên phim trường và diễn rất là nhiều ấy, thì chị thường hay áp dụng một cái phương pháp là ngủ ngắt quãng. Đấy thì mọi người có thể lên Google và search cái phương pháp đấy thì mọi người có thể áp dụng. Và theo một cái nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard ý, trên một cái số lượng mẫu là 2.800 người thì với cả độ tuổi là từ 65 tuổi trở lên, những cái người mà ngủ ít hơn 5 tiếng một ngày thì sẽ có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi những cái người ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng. Thêm nữa là những cái người mà ngủ ít thì sẽ có tăng tỷ lệ bệnh tim mạch này, bệnh Alzheimer này, giảm cái sự tập trung đi. Và khi mà mình ngủ không đủ giấc ấy, mình sẽ làm cho cái lượng đường trong máu của cơ thể mình bị tăng cao hơn, và cái lượng insulin nó sẽ kém nhạy cảm hơn, và khi đó thì mình có tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Do đó là giấc ngủ là cực kỳ quan trọng. Nếu mà muốn trẻ lâu thì các bạn hãy cứ ngủ đủ giấc nhé. Mình biết là sẽ có những cái bạn rất là bận rộn, nhưng mà hãy tăng hiệu suất công việc lên để dành thời gian cho giấc ngủ đủ. Xin cảm ơn, và nếu mà bạn thấy những cái video này hữu ích và hay ho thì hãy cứ comment ở dưới cho bác sĩ Thu biết là những cái chủ đề mà bạn quan tâm tiếp theo là gì nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.